Đây, đây là bữa ăn trưa của mình. Đây, đang đang làm canh. Đây là canh lá mì. Đây là mì nha mọi người. Chuẩn bị làm canh trưa. Giờ nghỉ trưa rồi. Cũng 11 giờ hơn rồi. Mạng thoại nhà mẹ nó trông thôi. Thế là nó mạng nó trông hả? Ngon lắm. Này, thức ăn ngon lắm. Giờ thức ăn là canh kia. Ăn ngon lắm. Ăn đi. Ăn. Không được cả nhìn nữa. Ăn ngon thì không được cả nhìn. Con ăn đi. Con ngon lắm. Đấy. Xong rồi, giờ chuẩn bị nấu thôi. Cứ ăn nó ngon lắm. Không ăn. Không ăn con. Không. Chào mọi người đi con. Ông có phát phần hả? Con ơi. Có được mà. Nào. Chào mọi người đi. Ngon lắm. Cắt đấy, cắt ăn. Cắt đi. Dạ. Cho mẹ ăn rồi. Tao cái chị em kiện. Đây là nhịp khẩn. Cái lẽ đây là cái bệnh thật. Đi làm chân việc ăn canh vậy thôi nha. Đây. Canh lá mì xào. Không mà trời quấy thật thì tốt lắm nào. Cái mà có khó là quấy. Bỏ thêm xả vô rồi. Đây, đang bỏ xả đây. Món này làm rất ăn dặn. Ai đã từng ăn chưa nhỉ? Đủ đến nước. Món ăn của nông dân là vậy thôi nhưng mà thật là giản dị. Đây là thịt. Bỏ thịt vô. Tăng ốc mà. Tăng mong muốn.
Hiện bên này lên giá quá nên mua ít thôi, không có tiền. Chị mua thịt mỡ thôi. Chị ăn thịt mỡ thôi. Thịt bên này lên giá quá. Mày mình thảy nhỏ vừa ăn thôi. Thịt này ngon lắm, rất là ngon luôn. Không ăn đâu. Dễ ăn lắm. Đây là thịt mỡ. Ăn lên không mà kia luôn. Đã ăn nó kia luôn. Ngon lắm. Ngon lắm. Đã lắm. Đã lắm. Lấy tay 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 luôn. Ngon lắm. Tay tay. Ôi chụp. Ngon lắm. Bánh này ngon lắm. Bánh này ngon lắm. Nó bánh nhân. Bánh gạo. Bánh kiểu. Bánh gạo. Tôi mở lê. Tôi mở lê. 1.000 một cái. 1.000 một cái. Lúa được đặt. Sư phụ xả nữa. Anh đã. Sư phụ xả 1.000 một cái ạ. Ừ. Phải là bộ dạng rồi. Này bỏ thịt. Canh này nấu rất lâu, sợ nấu nhanh nó đắng. Nấu lâu đi, cho mất vị đắng. Má. Má ơi, chụp gì má? Ở lúc này mày kẹt hả? Ở lúc này mày đi hành hả? Sắp chín rồi. Hồi nãy bỏ thêm ớt. Đậu nguyên con ăn trái ớt. Thấy dội mình chọn. Mình trồng thôi. Chúng ta không thử đừng đi cho mai thầy đi. Không, không có đi được. Xả lên nè. Xả lên. Rồi chín rồi ăn thôi. Chín rồi ăn thôi. Chín rồi ăn thôi. Đừng ăn đi. 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 Mẹ. Tao con chậu nữa có. Họ chịu à? Họ bảo ăn lâu hơn họ ăn đó. Phủi à. Mắm ta không có đá. Bé mẹ ăn đá. Ăn đá mấy. Mấy cái điện thoại. Chúc của má. Hả? Giờ ăn thôi, mời mừng ăn nha. Thôi, dừng video này thôi.